Ok các bạn ơi, hiện tại là mình thấy cái cây gì á y gan cây bằng với, nhưng mà không biết phải cây bằng hay là không nữa. Cái trái cũng giống y gan trái bằng. Hình như cây này là cây bằng lăng các bạn ơi, mà không biết cái trái này có ăn được hay là không. Thì lúc nhỏ mình rất là thích cầm trái này chơi luôn, nhưng mà mình chưa bao giờ ăn trái này. Mình cũng không dám ăn nữa các bạn. Thật sự thử cái mùi ở ngoài nó rất là thơm, nguyên cây luôn, rất là to luôn. Mình đang ở dưới sông, ở dưới đây rất là mát. Tiếc là không biết trái này ăn được hay là không nữa. Phải như ăn được là mình sẽ chấm với ớt ăn cho bạn xem rồi. Wow, thơm lắm. Kìa, nó mọc rất là nhiều. Cái sông rất là nhiều. Trái nè. Hồi nãy mình phát hiện một cái tổ ong ở trong kia. Mình sợ nó chích nên mình đã đây đi lại đằng kia bơi cặp cặp mé sông. Có gì ăn hay là không, có gì thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Bây giờ tầm là 3 giờ mấy chiều, rất là nắng luôn. Ngoài đây rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở trên kia có cây dừa. Ơi ơi ơi, chơi. Gà. Đây là cái nón quyền hội của mình, đợi rất là nhiều để mà đồng để quay clip cho các bạn xem. Bây giờ nó vẫn còn xài được, chưa hư gì trơn, rất là bền luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ tới mùa gáo rồi, nó mọc rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ đi bẻ gáo với sông ăn. Sông này nhỏ xíu hả? Nè các bạn ơi, đây là cái chai nước tương bị bỏ rơi nè. Bây giờ mình sẽ lụm lên bán đậu mũ. Đó, coi như là mình lụm một chai nước tương xem mình gom nhiều nhiều lên mình bán cũng có tiền nữa đó các bạn ơi. Lúc trước á mình lụm đồ mũ này nè, bán kiếm tiền để mà quay clip cho các bạn xem. Múc hoài, mình múc hoài mà vẫn còn hoài à. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Nhìn nguyên chiếc xuồng. Mình ở đây nè. Wow, ghê vãi. Bây giờ mình sẽ lấy chén ra. Ơi, mẹ gớt tới. Gớt cái hũ mắm guốc luôn rồi. Mẹ ơi. Hồi sớm mẹ mình giặt để cho mình quay clip á các bạn. Mì của mẹ mình đưa nè, hồi nãy mình không có quay được cái khúc mẹ mình đem xuống. Đem ra đây mình sẽ ăn ở đây. Ở dưới sông mà có được tô mì này còn gì bằng. Wow, mì ngon thật sự luôn á. Đã quá các bạn ơi. Ngon. A few moments later. Ở trên tay mình là một cái trái xoài non, rất là non luôn. Trái này mình sẽ ăn cho các bạn xem. Mình đang rất là thèm xoài non luôn. Không biết là nó có chua hay là không, nhưng mà mình nghĩ với nó là siêu chua luôn á. Đây là chén hũ ớt của mình. Mình sẽ cắn một cái rồi xong mình chấm với hũ ớt sau. Mời các bạn nha. Bảo chấm hũ ớt. Các bạn ơi, chua chua đã ghê luôn á. Wow. Wow, cái này nãy giờ mình ăn gần hết rồi nè, rất là ngon. Ok các bạn ơi, tiếp theo là một trái xoài rất là non luôn. Xoài này thì mình đi ra chợ mua chứ không phải là mình hái nha. Mình thấy cái xoài này nó cực kỳ ngon rồi. Bây giờ mình sẽ cắn cái đầu nó xong rồi mình chấm với muối ớt. Chua cay. Nè. Có thêm một miếng ớt luôn. Mời các bạn nha. Nó ngon cực kỳ đã luôn á. Mình nướng xong mình ăn thì phải nói món này còn gì bằng nữa. Muối mặn quá. Chua.
quá các bạn ơi. Xíu nữa mình sẽ xuống sông tắm. Mình đang quay bằng cái con iPhone 7 á, nên nó rất là nét luôn. Thấy từng cái hột mụn của mình luôn á, để cho bạn biết là mình ăn xài nó chua như thế nào. Thật sự ăn xài này rất là mắc máu luôn á. Bây giờ mình sẽ phóng xuống sông để mà tắm. Mình sẽ nhảy cái hướng này. Ở dưới đây rất là mát luôn. Ở dưới đây mát. Ở dưới đây mát quá các bạn ơi. Để mình móc cục sình lên cho các bạn xem nha. Nè cục sình nè. Vô trứng hộp vịt nướng ăn. Mát cực kỳ đã luôn á. Đã quá. Cái dấu sành đâu không? Ở dưới đây sâu quá. Wow, nhìn kìa các bạn ơi, rất là nhiều sung luôn. Ở đây sâu quá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lên đây bẻ cây sung. Trái nó toàn non non hơn. Đây là trái xanh nè. Trái xanh. Còn trên kia là trái chín kìa các bạn. Cái đỏ là trái chín. Nãy giờ đi mà mình mệt. Nè. Trái này nhìn ngon quá trời ngon luôn á. Cho em đi. Dưới chân của mình có rất là nhiều sình luôn các bạn ơi. Ở trên đây là cây sung. Này đã quá. Nè các bạn ơi. Đây đây đây. Trái chín nè. Đó. Ui. Có con một. Ôi ôi nhìn cái màu nó rất là đẹp luôn. Quá trên rồi. Nhưng mà mình không có bẻ được cái bạn ơi, tại vì nó cao quá, mình sẽ bẻ hấp hấp. Trời ơi. Wow. Ôi một đống luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi ra đây. Ui. Nè, còn đây là chén muối ớt nè các bạn ơi. Với lại một chùm sung mà mình mới bẻ. Có trái gáo bên đây nữa nhưng mà trái này còn sống á. Trái gáo mà chín ăn rất là ngon luôn. Wow, ở dưới đó nhiều rau muống quá. Rau muống mà nấu canh chua ăn rất là ngon. Đây là nguyên vườn gáo luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô đây để mà bẻ gáo. Gáo trong đây rất là nhiều luôn. Nó mọc gần bờ sông á. Wow. Trái gáo nè. Ủa cái màu nhìn rất là đẹp luôn. Ui bông gáo cái này còn non á. Lần đầu tiên mà mình ăn trái gáo chín chấm với ớt siêu cay luôn các bạn ơi. Ui bây giờ mình sẽ chấm vô. Mời các bạn nha. Mình đã thêm rất là nhiều ớt. Mình sợ cái trái này nó bị chát nên mình để ớt nhiều á. Wow, ăn cũng được. Lần đầu tiên mình ăn. Ăn tâm nó chín rồi. Không biết là các bạn có ăn được cái trái này hay là không, nhưng mà lần đầu tiên mình ăn nó rất là ngon. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Nếu như các bạn nào thích video này nhớ để lại cho mình một like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, bye bye.